Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái tính năng khá là thú vị trong Creo. Đó chính là UDF, là User Defined Feature. Tức là mình sẽ tạo ra một số cái phần tử mà thường dùng. Tôi nói là phần tử tại vì thực sự là sau khi tạo xong thì nó sẽ không phải là một cái file part giống như là cái family table, mà nó chỉ là một cái phần tử thôi. Ví dụ như phần tử cut, là phần tử extrude, phần tử hole gì đấy. Và những phần tử đó thì mình thường dùng để khi mình có nhu cầu mà sử dụng á, thì mình chỉ gọi ra và mình tùy chỉnh kích thước là mình có ngay chứ không cần phải làm từ đầu nữa. Thì tôi sẽ làm cái việc đó thông qua một cái ví dụ thường gặp và trong khuôn mẫu tôi làm mình làm những cái ụ nổi trong cái khuôn các bạn. Thường thường là có những tấm khuôn sẽ làm những cái ụ nổi lên. Thì nếu như mình làm theo cách thông thường á, là mình phải extrude nè, rồi mình phải bo tròn nè, mình phải thêm gốc ráp gì đấy thì nó mất thời gian. Thì tôi sẽ làm cái cách là tôi tạo sẵn thư viện nó như vậy luôn. Và khi cần sử dụng tôi chỉ việc lấy ra và sửa kích thước là tôi đã có cái tôi cần rồi. Thì cái việc làm đó thì đầu tiên mình cũng phải vẽ nó ra trước các bạn. Thì mình extrude nhé. Tôi sẽ vẽ ụ nổi ở bốn góc. Đây. À, tôi sẽ chuyển sang chế độ construction này, tại vì tôi vẽ chữ nhật nhưng mà tôi sẽ không có xài nó mà tôi chỉ làm chuẩn thôi. Như thế này. Tôi cho một kích thước tượng trưng, ví dụ như là tôi cho là 300. Anh này là 200. Và sau đó thì tôi quay vào chế độ bình thường, tôi vẽ những cái hình chữ nhật, những hình vuông, cái ụ bốn góc là hình vuông nhé, tôi vẽ hình thế này. Đấy. Và tôi chỉ ghi đúng một kích thước duy nhất, là ví dụ tôi cho cái ụ tôi bây giờ nó kích thước nó là vào khoảng là 450 đi. 50 lớn quá, tôi cho ví dụ như 40 thôi nhé. Này, như thế này. Sao tôi đồng ý. Tất nhiên các bạn có thể bo tròn được nhưng mà tôi khuyến khích là nên bo tròn trong môi trường bạc thì nó sẽ dễ hơn và nó không bị kích thước, nó không bị sai, nó không bị quick dimension để bạn phải sửa bằng tay rất mất thời gian. Thì đây giả sử tôi cho ụ nó cao lên là khoảng là 25 đi nhá, thế này. Và tôi đồng ý. Rồi sau đó tôi phải bo tròn nữa nè. Tôi sẽ dùng những cần trong tôi bo một lượt bốn góc luôn nha. Nên tôi cho ví dụ như là 15. Sau đó tôi bo thêm bốn cái anh ở trên nữa. Còn dưới những control để làm chi, để mình tiết kiệm cái sử dụng kích thước mình cần phải điều chỉnh đó. Tôi cho đây là như là 8 ly thôi. Tất nhiên nếu như các bạn có khoan cái lỗ để mà gắn thì xỏ cái chút định vị xuyên qua luôn á thì các bạn phải thêm những cái lỗ vào. Nhưng ở đây tôi làm để tôi minh họa cho ít kích thước đi á, thì tôi chỉ làm tượng trưng như vậy thôi. Và sau đó thì các bạn chuyển sang cái công cụ là UDF, các bạn vào thẻ tool và nó sẽ có một cái công cụ tên là UDF library. Thì ở đây là do mình tạo ra cho nên là mình click vào nút này và mình create, mình đặt tên, ví dụ tên là bot là cái ụ nổi lên đó các bạn, enter. Rồi mình có thể chọn là standalone cũng được, là độc lập nha, ok nè. Rồi nó hỏi là bạn có muốn thêm, khi mà chèn nó vào bạn có muốn thêm toàn bộ chi tiết này không, thì tôi nói là no, tôi chỉ thêm những cái cần thiết thôi, tôi thêm bốn ụ nào vào thôi. Sau đó nó hỏi bằng cái feature nào thì các bạn define, các bạn add vào nha, các bạn hãy chọn những cái feature như là extrude nè, round nè, các bạn ok, xong các bạn done. Tất nhiên ở đây các bạn có thể chọn theo layer hoặc theo cái khoảng feature các bạn, nên tôi chọn trực tiếp cho cái feature luôn. Tôi done và tôi done. Cái nó hỏi tôi bây giờ là khi mình đặt cái feature này vào, các bạn thấy cái mặt tham chiếu của nó, ví dụ như là khi các bạn đặt vào khuôn á thì nó sẽ cần những cái mặt để nó định vị. Ở đây nó đang đỏ là ở cái mặt đáy nè, thì tôi thấy gõ chữ vào mặt đáy hoặc là top lane, các bạn thấy gõ bất kỳ cái gì để các bạn nhớ. Và chú ý nó là chỉ là cái dòng ghi chú cho nên nó sẽ có khoảng cách được, các bạn yên tâm, các bạn gõ vào. Rồi ví dụ như sẽ hỏi mình các bạn ở giữa là mặt nào, từ tại sao cái mặt này, tại vì khi tôi vẽ đó tôi vẽ đây làm chuẩn đó, thì tôi phải nhập nó vào. Ví dụ như tôi gọi là mặt giữa nha, tôi có thể gọi thế này. Rồi, ở đây thì gọi là mặt trước vậy đó. Nhà tôi enter. Rồi xong thì tôi sẽ add-on. Tiếp theo nó hỏi mình là khi mình chèn nó vào á, thì có những cái phần tử nào mà cần thay đổi hay không, những cái feature hay không. Thì đây tôi dùng toàn bộ những cái feature này, tôi không đổi gì hết, tôi chuyển sang kích thước thôi. Tại vì các bạn biết là cái khuôn của mình nó đôi khi là cái kích thước nó các bạn nó không có fix luôn luôn là 300, 200 hay là 400, 500 hay là 250, 300 gì đấy, cho nên bắt buộc mình phải chọn những cái kích thước để mình thay đổi.
Như tôi chọn là đích chữ R ta sẽ phần rau một lắm nè, tôi hay chọn tiếp một cái âm thứ hai là anh này thì hiện ra nữa. Và tôi đủ chưa nè, tôi sẽ có được là kích thước chiều rộng chiều dài khuôn kích thước R này, tôi chọn thêm cái R này nữa nha, đây, và cái chiều cao. Rồi sau đó thì tôi chỉ việc là nút giữa chuột xác nhận nè. Tôi chọn luôn chứ, ví dụ như Vadim nhé, tôi define nè và tôi select all toàn bộ của các bạn, tôi đo thì sẽ hỏi tôi, ví dụ nó hỏi là cái kích thước này á thì ví dụ như mà có hai gõ vào, ví dụ như là chiều cao của bot nè. Tiếp theo cái này cái kích thước 200 này các bạn, nó chính là chiều dài chiều rộng tấm khuôn đúng không, các bạn phải gõ vào nha, chiều rộng tấm khuôn 300 nữa là chiều dài tấm khuôn đúng không. Rồi 40 chính là chiều chiều rộng chiều dài của cái bot nè. Rồi R này có thể gõ là R1 cũng được. Rồi cái 8 chính là R2, các bạn có thể gõ bất kỳ kích thước nào, cái ký hiệu nào để các bạn nhớ và mình thống nhất chung trong công ty luôn. Rồi, enter. Rồi trong tình huống các bạn muốn tạo family table thì các bạn có thể chọn thêm vào những cái variable, thậm chí các bạn có thể chọn những cái tham số như là khối lượng, tỷ trọng, các thứ các bạn có thể đưa vào hết vào như ở đây, có thể là family table luôn. Nhưng mà tình huống đơn giản tôi chỉ tạo là kích thước thôi, tôi thấy là ok và tôi đo. Thì lúc đó nó sẽ tạo cho bạn một cái phần tử, chú ý nó tạo phần tử chứ nó không có tạo một cái file bạc mới. Thì cái phần tử nó sẽ chấm là gph, các bạn xem nhé, như tôi vô document này rồi nó tạo một cái phần tử mới tên là gph. Đây mà thấy đây có phần là post ha, các bạn có thể là đóng file này lại, các bạn erase luôn cũng được, không cần xài nữa. Rồi bây giờ mình test thử tính năng của nó như thế nào nhé. Bây giờ tôi sẽ mở một cái tấm khuôn ra, rồi tôi làm cái mold plate thế này và tôi đo thử xem cái chiều dài chiều rộng là bao nhiêu để tôi biết, tôi nhập vào cái cấu hình của cái board của tôi distance nhé. Tôi chọn blend đi cho nó nhanh. Giờ cái tấm khuôn này bây giờ tôi đang dài là 396 nè và anh này là 296 đúng không. Thì hồi nãy các bạn tạo thì các bạn vào menu tool, còn bây giờ các bạn xài thì các bạn xài trong cái menu là user define đây, ngay trong cái get data luôn. Và ông dựa tới cái tên một post ở đây, các bạn ok. Rồi các bạn cho phép là gì đây, độc lập hoặc là phụ thuộc, thì các bạn cũng độc lập thì các bạn được vào đây nhé. Các bạn để là cho phép di chuyển cấu hình lại cái post của mình, các bạn ok. Nó sẽ hỏi các bạn nè, cái mặt đáy bây giờ nếu các bạn muốn chèn ở trên đây thì bạn chọn ở đây, nhưng mà giờ giả sử bây giờ tôi muốn chèn ngược lại á thì tôi có thể là cho nó khác được một tí đúng không. Tôi xoay lại cái này nhé, tôi nói à bây giờ mặt đáy tôi là mặt này đấy, nói mặt giữa thì tôi chọn mặt giữa tôi là cái mặt mặt này và mặt trước tôi là cái mặt này. Còn thấy đây nó đưa như vậy, nhưng mà kích thước nó thì chỉ có 200 300 thôi. Tôi chuyển sang variable, chọn anh này, ví dụ như bây giờ là cái anh mà x125 này nè, nó sẽ nhắc mình là chiều cao bốt, tôi muốn ví dụ như anh này cao là 30 thì tôi sẽ gõ vào đây là 30 này. Rồi anh này ví dụ như các bạn thấy chọn một cái dãy kích thước, như anh này là bây giờ là 296, anh này là 396, anh này ví dụ như là cái gì đây, cái chiều dài của cái bot nè, bây giờ tôi muốn nó là ví dụ như 50, cái R1 tôi vẫn giữ nguyên, như cái R2 tôi cho thành là 10 đây chẳng hạn. Ok, sẽ xét bằng như ok thôi là các bạn có cái bot rồi. Các bạn thấy là mình không có tốn thời gian để mình vẽ lại toàn bộ, mà chỉ việc là mình chọn và mình nhập vào cái kích thước mình mong muốn. Ở trong tình huống bạn muốn sửa lại, các bạn có thể là sổ xuống nè, các bạn chọn ví dụ như là bây giờ tôi không muốn nó cao như vậy nữa, tôi có thể là nút phải chuột ở đây tôi edit, các bạn sửa bình thường. Vì tôi muốn nó cao ví dụ như là chỉ có 20 thôi, tôi có thể là ok tôi sửa bình thường được. Thì đó là cái tính năng là UDF. Nó khác với cái family table ở chỗ là nó không tạo một cái file bạc các bạn, nó chỉ là một cái phần tử thôi hoặc là một nhóm phần tử. Và cái khác thứ hai là cái kích thước á, nếu như family table các bạn phải là nhập vào một cái bảng kích thước ngay từ đầu, nhưng với cái anh này thì các bạn không nhập ngay từ đầu mà các bạn sẽ tùy biến, lúc các bạn đưa nó vào á thì các bạn sẽ nhập trực tiếp lúc đó chứ không có tạo một cái bảng sẵn. Đương nhiên các bạn có quyền tạo cái bảng đó nhưng nó là một tùy chọn thôi, nó không bắt buộc như là bên family table. Đó là tôi vừa trình bày trong cái tính năng là UDF. Cảm ơn các bạn.